Chào mừng các bạn đến với kênh Game Địa Chỉ. Các bạn có biết đây là nhân vật gì không? Đây là nhân vật Bảo Bảo. Trước đây mình đã từng làm một video về nhân vật này, một nhân vật đã chiến thắng một VIP 12 rồng bên Trung Quốc. Và nhiều bạn bảo mình rằng là Bảo Bảo tên của một người Trung Quốc. Nhưng bây giờ mình vô tình xem được một trận đấu của anh ấy. Các bạn xem video nhá. VN Champion. Như vậy là có thể bạn ấy là người Trung Quốc, nhưng bạn ấy biết nói tiếng Việt và dùng tiếng Việt thôi các bạn. Như vậy thì bây giờ mình có thể khẳng định với các bạn rằng cái video lần trước mình gửi Bảo Bảo đánh với VIP 12 server Trung Quốc, người Việt Nam nhá. Bây giờ chúng ta xem một trận đấu của bạn ấy như thế nào. Hiện tại mình cũng không biết trận này 2 giờ như thế nào. Mình chỉ thấy có video tên bạn ấy nên vào xem mà thôi. Cũng để khẳng định với các bạn rằng đây là mục tiêu Việt Nam ở server Tàu nhá. Hiện tại bạn này chơi một deck đa năng. Đây là một bài rất lợi hại nha các bạn. Bên kia K3 nhanh tức dung hợp được con bài vô kỳ sử dụng. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Ôi ông già, ra ông già đi. Ra một con cáo. Ông ra. Như vậy là bạn Bảo Bảo này combo rất kinh. Những con bài hot, đáng hot nhất tại bên xem tao bạn ấy đều có. Như con bài con cáo kia nha các bạn. Mình không biết ở phương trời nào. Rất hay các bạn, mình nghĩ đây là một cuộc diễn rất hay. Mặc dù nó chưa có một tình tiết đặc biệt, nhưng mà cách mà Bảo Bảo chiến với hai con rồng nó rất hay. Chiến với vũ khí rồng và rồng trắng ma xanh cực kỳ hay. Và đã buộc đối phương phải đấu hàng các bạn. Hiện tại thì nhân vật Bảo đang có 1973 điểm. Như vậy là cũng thuộc dạng VIP cao, ở cũng thuộc dạng hàng cao ở liên server Tàu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhá. Như vậy là qua video này thì chúng ta cũng có thể thấy được đây là một người Việt Nam nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.